Kính chào ban giám khảo và các bạn. Hôm nay em sẽ trình bày sản phẩm của mình trong cuộc thi của nhà cục cần sáp. Trước tiên em xin tự giới thiệu về bản thân. Em tên là Hoàng Hữu Hiệp với số báo danh là 20414. Sản phẩm của em có tên là Đắc Bò Sân. Và sau đây mời ban giám khảo và các bạn chiêm ngưỡng sản phẩm. Sản phẩm này em lấy ý tưởng từ các con quái vật kết hợp với Gundam và cả chất xám của em. Em mong muốn tạo ra một bộ mô hình tôn lên sự mạnh mẽ, có chút gai góc của các quái vật và là một nhân vật phản diện. Bộ mô hình có chiều cao khoảng 30cm, chiều rộng khoảng 10cm và được tạo thành từ hơn 500 chi tiết gạch nọt khác nhau. Sản phẩm của em có màu chủ đạo là màu đen, điểm xuyết một vài màu xanh lá nên có thể sẽ khó nhìn, mong mọi người thông cảm. Biên độ cử động của con mech này rất tốt. Mọi người thấy đấy, cánh tay của nó có thể gập rất sâu và có thể dang rộng ra như hình. Tiếp đó đến phần chân, biên độ cử động cũng vô cùng tốt. Khớp gối có thể gập được 110 độ hoặc hơn thế. Có thể thấy nó vô cùng chắc chắn. Phần lưng của bộ mô hình có một cái ống xả, tạo cho ta cảm giác máy móc. Phần đuôi của con mech này thì rất linh hoạt rồi, có thể tùy chỉnh theo mong muốn của bạn. Đến với phần thân, có thể xoay 360 độ và gập được về trước, sau kể cả về ngang. Và phần chân có thể đá rất cao, hỗ trợ bầu xì dáng vô cùng hiệu quả. Đi kèm theo là một cây thương dài, có thể trang bị ở phía sau lưng của sản phẩm. Và cuối cùng là phần bầu xì dáng của con mech này. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc cho sự kiện của nhà cục cần sáp thành công tốt đẹp.